Để ra quân một cách dễ dàng hơn ấy, thì chúng ta có một cái gọi là 5 nguyên tắc 5, 5 không. 5 không ở đây tức là chúng ta sẽ không, được không ạ? Không đầu tiên đó là không đẩy tốt quá nhiều trong khai cuộc. Những nước đi đầu tiên người ta gọi là khai cuộc, không đẩy tốt quá nhiều, quá nhiều lần trong khai cuộc. Đấy là cái không đầu tiên. Cái không thứ hai đấy là không đưa tượng của mình lên đè cái quân tốt của chính mình. Đây ạ, đây người ta gọi là đè đầu cưỡi cổ đấy ạ. Đấy ạ. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà bạn đặt quân tượng lên trên quân tốt này á, thì cái quân tốt này không di chuyển được. Đồng nghĩa với việc ấy, đó là cái quân tượng này, cái quân tượng ô màu đen của bạn không di chuyển được. Thấy không ạ? Tượng không di chuyển được ấy, thì đồng nghĩa với việc đó là xe không ra được. Và đây chỉ có một cái việc là mình đặt cái quân tượng lên đầu một cái quân tốt thôi. Thế nhưng nó sẽ khiến cho tất cả các quân của bạn bị tê liệt toàn bộ. Thì đây chính là cái không thứ hai, tức là không đè đầu cưỡi cổ chính quân của mình, được không ạ? Và cái không thứ ba đó là cái không này là cái không mà rất là nhiều người mắc phải này. Đấy chính là cái không mà không phát triển hậu quá sớm. Rất nhiều bạn thì chúng ta đều biết sức mạnh của hoàng hậu rất là mạnh, cho nên rất nhiều bạn đó là chơi vội vàng và nôn nóng phát triển hậu lên từ sớm luôn, đưa hậu lên tấn công vì hậu mạnh mà. Nhưng mà thật ra thì cái cách chơi này ấy, là nó sẽ dành cho những bạn gọi là mới bắt đầu thôi. Khi bạn bắt đầu đi những hậu như này thì người ta sẽ biết ngay là bạn vừa mới biết chơi cờ. Đấy, bởi vì những người chơi cờ chuyên nghiệp ấy, người ta không bao giờ đưa hậu lên như thế này cả. Lý do là bởi vì hậu là quân rất rất mạnh, hậu có giá trị là 9 điểm, là giá trị mạnh nhất ở trên bàn cờ. Chính vì thế cho nên là cái việc mà cái khả năng mà nó bị săn bắt ấy cũng rất là cao. Khi bạn đưa hậu lên sớm thì người ta sẽ bắt đầu là lợi dụng cái điều đó để ra quân, bắt đầu tấn công quân của bạn, được không ạ? Thì hậu của mình sẽ phải chạy đi chạy về như thế này thì được coi là rất là mất tem. Cho nên là chúng ta sẽ nhớ là không đưa hậu lên phát triển quá sớm. Chúng ta sẽ phát triển hậu ở phía sau. Chúng ta luôn nói với nhau rằng là vua rất rất quan trọng. Chính vì thế cho nên ý, là chúng ta phải bảo vệ cái sự an toàn cho vua. Vì thế cho nên cái nguyên tắc và cái không thứ tư đó là không đẩy tốt nơi, không đẩy tốt cánh vua quá sớm. Ví dụ như là sẽ có những bạn là mình sẽ chơi này, đấy là tức là tốt cánh vua là bắt đầu được đẩy hết lên, thấy không ạ? Đây, tốt cánh vua bắt đầu được đẩy hết lên như thế này thì nó sẽ dẫn đến việc đó là vị trí vua rất là yếu và người ta sẽ dễ dàng để tấn công vị trí vua bạn. Cho nên chúng ta sẽ không đẩy tốt nơi cánh vua quá sớm. Và cuối cùng cái không thứ năm mà tôi muốn nhắc đến ở đây đấy chính là việc lúc nãy chúng ta đã nói với nhau về việc đó là không di chuyển tốt quá nhiều lần, đúng không ạ? Trong khai cuộc thì cái không này nó sẽ liên quan đến cái việc đó là không di chuyển một quân quá nhiều lần trong khai cuộc. Ví dụ như bạn rất là thích quân mã, bạn cảm thấy sức mạnh của nó rất là lớn và bạn quyết định là bay, bay đi bay về. Đấy, rất là thích mã cho nên là đã bay đi bay về, tức là đi một quân rất rất nhiều lần ở trong khai cuộc. Thì điều này cũng là không nên. Thật ra là để chơi cờ rất là đơn giản thôi, đó là đưa tất cả các quân của mình vào các vị trí đẹp và bắt đầu, được không ạ? Bắt đầu mục tiêu, bắt đầu là quân vua. Thì chúng ta sẽ bắt đầu là từng bước một như thế. Thì đấy chính là cái cách mà mình bắt đầu là kết nối của từng các quân cờ với nhau. Thì đây chính là 5 không.